xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube B Channel và mình là Đan Anh. Trên tay mình hiện nay là chiếc điện thoại Samsung Galaxy A8 Plus, được mệnh danh là một chiếc điện thoại mới nhất ở mức giá tầm trung. Đặc biệt hơn là nó có camera selfie rất là ấn tượng, xóa phông góc rộng cũng như là màn hình tỷ lệ 18:9. Vậy thì chiếc điện thoại này có đáng mua hay không thì các bạn hãy tiếp tục theo dõi video này nhé. Về thiết kế, A8 Plus 4 góc được bao tròn cho cảm giác cầm nắm vừa tay dù cho màn hình lớn. Thiết kế khá nam tính và thanh lịch, thao tác dễ dàng hơn so với màn hình cong. Với chiếc A8 Plus 2018 này thì phần khung viền kim loại đồng với mặt lưng kính. Mặt trước chỉ duy nhất một tông đen huyền bí, tuy nhiên phần cạnh bên được nối với nhau và có một đường phân cách ở giữa chưa được tinh tế nên khiến phần cạnh có phần hơi dày. Ngoài ra còn một điểm nữa ở phần mặt trước có viền đen không được mỏng, nhiều người cho rằng kém thanh thoát. Nhưng riêng mình thì lại cảm thấy nó khá tiện lợi vì có điểm tựa tì tay khi cầm mà không ảnh hưởng đến phần màn hình hiển thị bên trong. Mặt sau máy chỉ có cụm camera phẳng, đèn flash và logo Samsung. Ngoài ra không có viền anten và điều này giúp máy trở nên liền lạc và trơn tru hơn. Về phần màn hình là thiết bị không phải flagship đầu tiên của Samsung được nối tiếp tỷ lệ màn hình 18:5:9. Kích cỡ màn hình của Samsung A8 là 6 inch, độ phân giải là Full HD Plus với công nghệ màn hình Super AMOLED. Khả năng hiển thị trên A8 Plus 2018 phải nói là thật sự khá là tuyệt. Góc nhìn tốt, màu sắc khá là rực rỡ, đi kèm theo đó là màu đen sâu và độ sáng cao khi sử dụng ngoài trời. Đặc biệt A8 còn có tính năng Always On Display vô cùng tiện lợi vì bạn không cần phải chạm đến điện thoại nhưng vẫn có thể theo dõi các thông tin như là ngày, giờ hay là thông báo. Về camera trước thú vị với tính năng selfie xóa phông tốt, 16MP và 8MP, ngoài ra còn có chế độ chụp selfie góc rộng. Đầu tiên sẽ là trải nghiệm xóa phông selfie. Thực sự là mình rất bất ngờ với khả năng xóa phông của chiếc máy này. Chủ thể được thể hiện rất nổi bật và phông nền phía sau được xóa khá là ngon. Các phần khó xóa như là tóc, mép viền được xử lý rất tốt, ít lem. Thêm nữa thì chế độ này mình thấy máy cũng cho một khả năng xử lý da mặt rất tốt. Với chế độ chụp selfie góc rộng như các bạn có thể thấy trên màn hình, mình có chụp hai bức ảnh, một tấm là góc thương và một tấm là góc rộng, thì có thể thấy được sự khác biệt rõ ràng. Điều này giúp cho bạn thích selfie nhóm hoặc muốn lấy những background rộng hơn thì có thể bật chế độ này. Samsung A8 đã trang bị sẵn sticker ở phần camera selfie của máy. Với tính năng này, bạn có thể tha hồ chọn lựa các sticker dễ thương, đáng yêu mà không cần phải dùng bất kỳ một app làm đẹp thứ ba nào khác, vô cùng tiện lợi. Và về camera chính của Samsung A8 thì máy cho tốc độ chụp và lấy nét khá là nhanh. Bức ảnh mang lại có màu sắc trong trẻo và tinh tế. Mình có chụp vài tấm ảnh và cảm thấy khá là ấn tượng như các bạn đã thấy trên hình đó. Phần nền trời cho ra xanh và lên màu rất là đẹp. Các chi tiết khác như là phần vùng lá cây khi zoom lên cũng được thể hiện rất tốt. Tuy nhiên thì với bức ảnh mình đang nằm ở dưới sân tennis thì màu áo của mình có phần hơi sai so với thực tế một chút. Nhưng mà không sao, tất cả vẫn tương đối rất ổn. Còn về phần cấu hình thì Samsung Galaxy A8 Plus có bộ vi xử lý 8 nhân Exynos 7885, 6GB RAM và 64GB bộ nhớ trong, cho các thao tác đa nhiệm tốt và mượt mà hơn. Ngoài ra máy còn có tích hợp các công nghệ kháng nước, kháng bụi cũng như tính năng mở khóa bằng vân tay và cả mở khóa bằng khuôn mặt rất hiện đại và vô cùng bảo mật. Cuối cùng là về pin. Pin của Samsung Galaxy A8 Plus có dung lượng khá là cao, lên đến 3500mAh, cho người dùng có thể trải nghiệm khá lâu trong ngày. Và vừa rồi là một vài chia sẻ của Đan Anh về chiếc A8 Plus này. Bạn có suy nghĩ gì về chiếc điện thoại này? Cũng như là bạn có dự định sẽ mua em nó không? Hãy để lại dưới phần comment cho tụi mình cùng biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Bye bye!